Chào cả nhà mình nha, vào liền livestream săn đầm Tết mấy chị ơi, quá trời mẫu đẹp luôn. Hôm nay thì sale rất là nhiều mẫu luôn nha, kể cả những mẫu đủ size nè, lẻ size nè, em đều sale hết cho tất cả các chị em mình. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ nha, comment phía dưới cho em mã số, kèm luôn cho em cái số điện thoại của mình, bên đây có chuyên viên gọi điện thoại để tư vấn lên đơn hàng nha. Rồi váy này hôm nay em sale cho một cái và các chị mình bất ngờ bật ngỡ luôn á các chị, được 4 size đầy đủ cho mình dễ chọn. Em có cho cả nhà mình size M là XL với là 2XL ha. Mã sản phẩm là 1493 nè. Xin thưa các chị, họa tiết lâm công sang ơi là sang luôn á, hai lớp cho mình kèm luôn cả hai túi có khóa kéo nằm đằng sau lưng nha. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1493 giá bao nhiêu cả nhà ơi? 169.000, trời sốc chưa? Có 100 mấy váy này thôi, 170 váy này nè, 40 cho tới 66 kg em có đang 86 đổ về cho em nha. Họa tiết lông công rất là sang, cái gam màu xanh á thì mặc lên nó trắng nè, mát mát nè và rất là sáng da luôn. 169.000 đồng mẫu này nha các chị, chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1493 giá chỉ có là 169.000 đồng. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ chấm bài tương tác cho em nè. Đó. Chấm bài tương tác thả tim giùm em để bên em tư vấn nha các chị khách nào mà mình chưa chia sẻ livestream hay là mình chưa có tương tác tốt với các chị thì em không có thấy được bình luận của mình mà lên đơn nha. Rồi bây giờ cả nhà ơi, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1493. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1493. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn nha. 1493 kèm luôn cho em cái số điện thoại, giá chỉ có là 169.000 đồng ngay hôm nay thôi. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em 1493 kèm số điện thoại. Em có cho cả dùng được 4 size nha. Em có cho mình size M, size XL và là 2XL. Em chào chị Thúy Hằng nha. Rồi em thấy chị luôn hả? Sale rẻ quá trời mà mình tương tác kém quá, chưa được lên sale rồi cả nhà. Em chào chị Tuyết Võ nha. Lên cả nhà ơi, chấm bài giùm em, thả tim giùm em đi mấy chị. 1493 giá 169.000. 1493 giá 169.000 đồng cho mình đây. Trời ơi đẹp giả mang luôn các chị ơi. Cổ tròn nha, tay ngắn nè, nhánh eo dáng đồng phong xòe dài cao mét 65, đầm này mặc dài ngang lưng chừng nửa bắp chân của em. Thích mặc dài cứ để dài dài như vậy mình mặc, còn chị nào mà mình đã chán mặc dáng dài rồi á thì mình có thể lên like cắt ngắn tùy thế của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm. Nguyên một em váy như vậy chỉ có 169.000 đồng thôi. Mẫu đang mặc trên người mã số 1493 nha. Rồi bây giờ em qua mẫu. Chị nào đặt hàng kịp có giá 170 váy này đã không kịp hết hàng nha mấy chị, tại vì đầm này em không còn bao nhiêu hết nha. Đầm này còn rất ít luôn, không còn nhiều cho nên sẽ qua luôn. Rồi, với lại em có cái mẫu đầm này em đang giảm giá luôn. Hoa này nè. Sang nha. Chị nào không thích màu xanh á thì đây em có cái màu này, màu cam cam, đỏ đỏ, dễ thương lắm luôn á. Dạ em đang mặc 1493 chị, cho em xin mã. Em thấy có mấy chị khách đặt hàng không có mã số nè, đặt hàng ít nhất phải có mã số vào giùm em. Có giao hàng không shop? Dạ có nha chị, em giao hàng về tới tận nhà mình. Và khi các chị mình nhận được hàng tại nhà đó thì các chị mình sẽ được quyền kiểm tra hàng trước khi mình thanh toán luôn, ok chưa? Váy này chất 17V, bên trong đắp lót cô tông cho mình luôn nè, hai lớp nha. Kèm luôn cả hai cái túi ở hai bên và có khóa kéo phía sau lưng, mã sản phẩm 1493. Các chị mình đặt hàng nhớ kỹ mã giùm em 1493 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha các chị. Rồi ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem thêm một mẫu đầm khác nữa nha. Mẫu này các chị yêu ơi, quá đẹp rồi, cái mẫu này quá đẹp rồi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1536. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1536 nha. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ giá bao nhiêu cả nhà ơi, đồng giá luôn 169.000 đồng. Chị Thanh Hà, chị Ngọc Trúc, ok có đơn luôn nè, 1493. Rồi em thấy chị yêu ơi, cứ việc đặt hàng đi nha. Kết thúc bài livestream này em không có sale đâu, tại vì cái giá 169.000 đồng nó quá rẻ rồi chị yêu ạ. Cận tới rồi, xả cho mấy chị em mình luôn á, qua Tết em nhập về mẫu khác nha. Em đang mặc trên người 1536 nè, xả luôn 159.000 luôn. Rồi uống 169.000 luôn, đồng giá hai cái chị 169.000 luôn. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên sớm nha em tư vấn và chữa hàng luôn nha. Mã số với số điện thoại. Rồi nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chữa hàng chờ size cho em nha cả nhà ơi. Rồi nhanh tay dùm em. 1536 169.000 đồng.
Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1536. 1536 ngày hôm nay shop sale luôn 169.000 đồng. Mẫu đang mặc trên người mã sản phẩm là 1536. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em, chất lại vải von nha các chị, đẹp quá trời luôn á. Váy này hai lớp nha, có khóa kéo phía sau lưng. Chị khách nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm luôn. 1536 giá chỉ có là 169.000 đồng thôi. Đầm này von hàng nha các chị, rẻ quá trời. Hai mẫu cho mình dễ chọn luôn nha. Đây thì hai mẫu đầm này là đang đủ size và em đang sale cho mình trong bài like này hôm ngày hôm nay luôn đó. Thì mình thích cái mẫu á, lâm công này thì mình comment cho em mã số 1493. Mình thích cái mẫu hai em đang mặc thì mình comment cho em mã số là 1536 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha. Em tư vấn và chờ hàng chờ size cho các chị mình luôn, mã số kèm số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Rất là xinh luôn đúng không ạ? Hai lớp nè đó. Rồi đầm này không có túi nha các chị, cái đầm lâm công có túi, đầm này không có túi nha. Khóa kéo phía sau lưng 40-65-66kg, giá là 169.000 đồng. Em chào chị Ngọc Phạm, em chào chị Thúy Linh nha. Rồi 169.000. Rồi thay mẫu nha mấy chị, thay mẫu khác nha. Đầm không có nhiều, mỗi mẫu em có một cái hai cái là hết luôn rồi, không biết đầm này còn hàng không nữa. Mấy này cả nhà thấy em ít lên like đúng không, hết hàng rồi mấy chị ơi. Cận Tết tới nơi rồi nha, mình phải nhanh tay đặt hàng, chậm tay quá nó hết, uổng lắm. Ui cái này hết hàng luôn. Cái này hết hàng luôn rồi mấy chị. Để em kiếm cái nào còn hàng em lên luôn cho mình nha. Tranh thủ chấm bài công tác chia sẻ like đi các chị. Màu tím không mấy chị, màu tím này em đang giảm giá còn 150 nè. Để em xem còn hàng không nha. Rồi còn xe M 3 chiếc, xe L 6 chiếc lên luôn nha mấy chị. Thích màu nào bình luận phía dưới cho em nha. Thích màu nào bình luận phía dưới cho em, hay là thích mã số nào bình luận phía dưới cho em mặc lên luôn. Dạ em đang mặc trên người 1536 chị, đang giảm giá còn 169. Giá gốc bình thường em bán nằm là 450 nha. 450 nha chị, tắt live stream mua giùm em giá 450 nha. Còn bây giờ thì em đang giảm giá còn 169.000 đồng. Màu hồng đi shop. Cái màu nền trắng hoa màu hồng hả chị? Phải không chị Hồng Hoa ơi? Nếu như đúng mình bình luận phía dưới cho em nha. Phải cái nền trắng hoa màu hồng không chị? Rồi bây giờ lên tiếp màu tím nha. Màu tím này em xả kho còn 150 nha mấy chị. Bông, bông màu. Ok hả chị? Rồi đây, chờ em 2 phút nha. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1431. 1431 giá 149.000. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1431. Đầm này cổ tròn tay ngắn nha các chị, dáng suông ha. Hai lớp hai túi, khóa kéo phía sau. Rồi em giảm giá luôn nha các chị ơi, 149.000. 149.000 đồng mẫu này nha. 40-57kg em có đà 77 đổ về. 40-57kg em có đà 77 đổ về cho em. Chị nào mình đặt hàng nha, bây giờ mình tranh thủ nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1431. 1431 giá 149.000. Giá 149.000 đồng nha. Hoa hồng này nè. Hoa hồng này xinh dễ mang luôn. Rồi nhanh tay nha cả nhà ơi, chậm tay quá nó hết hàng uổng nè. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1431. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1431. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ liền giùm em. 1431 kèm số điện thoại nha. Cổ tròn tay ngắn nè, dáng đầm phông suông. Váy này may kỹ hai lớp kèm luôn hai túi nha. Khóa kéo phía sau lưng. Mã sản phẩm là 1431. Đầm đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1431. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. Giá bao nhiêu này các chị? Chỉ còn có giá liền là 149.000 đồng thôi. 149.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ. Váy von nha các chị, và cái viền hoa các chị mình thấy nè, nó có kim tuyến lấp lánh 40-57kg nha em, 77 đổ về, 150 một váy, 150 một váy. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình cái đầm hoa màu hồng nha. Chấm bài mạnh mẽ lên cả nhà, chấm bài là chưa có đặt hàng đâu, chấm tương tác cho em thôi, để bài livestream này nó đừng có bị ẩn nha mấy chị. Chấm bài tương tác, thả tim, thả like, chia sẻ livestream nha, mạnh mẽ lên mấy chị ơi. Rồi đây tiếp tục em lên cho mình cái mẫu đầm này. Ôi trời ơi, em lấy lộn cái size 2XL rồi. Ủa hồi nãy em đo thấy nó cũng vừa vừa mà ta, sao giờ nó lộn qua size 2X rồi. Em lấy lộn rồi mấy chứ ơi. Cái này xe M mới đúng nè. Em lấy lộn rồi. 70kg eo 95 không vừa rồi chị Lê Trinh ơi. Eo 95 mình mặc bằng cái mẫu đầm mà. Eo 95 em có cái mẫu eo 95 em không có mẫu rồi chị. Em chỉ có eo 90 thôi. Mình đo cái bụng hay mình đo cái eo? Đây là cái phần bụng nè chị. Cái này là cái bụng nè. Còn cái eo là ngay đây nè. Cái eo này là cái eo là ở trên rúng. Chỗ nào nhỏ nhất thì cái này là cái eo nha, còn cái này là cái bụng rồi. Chị mình đâu có chính xác cái eo không?
Còn nếu như thật sự L95 thì bên em hiện tại là hết hết hàng L95 rồi, chỉ còn E90 thôi. E90 92 thôi. Rồi mẫu em đang mặc cho người này có chị 1470. 1470 em váy này chị khách nào đặt hàng em sale 250. Em sale 250 nha. Nhưng mà báo trước với mình là size M em còn có 3 chiếc thôi đó. Mẫu em đang mặc cho người mã số 1470 nha, giá 249.000. Giá 249.000 đồng nha mấy chị ơi. Von ha. Mềm mại rũ mặt mát, hai lớp hai túi luôn, khóa kéo phía sau. Trời, cái em đang mặc á các chị, em mặc lộn cái size 2XL, em mặc lộn cái size 2XL cho nó hơi rộng, em có kẹp eo đó nha. Mã sản phẩm 1470 vẫy von nha các chị, dễ thương lắm. Trời ơi, cái màu trắng này sao mà lên hình nó xấu dữ vậy ta, lên hình nó không có được đẹp á mấy chị. Em đứng gần nhìn cái mặt của em nè, nó sậm hẳn luôn đúng không mấy chị ơi, đó đứng gần á nhìn nó sậm hẳn luôn, tại vì nó không có bắt sáng được. Màu trắng đó các chị, chụp hình thì đẹp nhưng mà lên like nó bị chá. Nhưng mà em đảm bảo với mấy chị mình luôn là ở bên ngoài nó siêu đẹp, chỉ có 250 thôi. Các em đang bận có xe không em? Chị yêu lấy xe M đi, xe này nhỏ lắm. Xe M L68 nha. Xe M L68 giùm em. Đây. Von hoa nổi nha chị, hoa nổi nè, cái trắng trắng này là nổi á chị. Cái trắng trắng này là hoa hồng nổi nha chị ơi. Rồi, có hoa hồng 3D màu hồng hồng tím tím đỏ đỏ, dễ thương ha. Xinh lắm mấy chị. Mua đi mấy chị ơi, rất là đáng đồng tiền, 249 ngàn cho mấy chị của mình thôi. Hai lớp, hai túi, khóa kéo phía sau luôn. Đây là cái size M này chị yêu ạ. Em thường là em mặc size M này, em không biết nãy em cầm cái đầm này sao, em đo 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 sao á các chị. Các em lấy ngay cái 2X luôn. Đây này chị. Cái size M nó có như đây thôi. Rồi chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em tư vấn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Nhanh tay lên đơn thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ sale cả nhà mình luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng luôn. Mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm 250, 250 chị, 249.000, 1479 chị 4. 1479 là gì ta? Chờ em xíu nha chị yêu mình chờ em xíu nha. Rồi chờ em xíu đó chị ơi, 1479, 1480, chị mình nhớ cái đó là cái gì không chị? Tại em quên rồi. 1479, cái đầm da rắn đó, hả chị? Ít ra là em đang bận cho em xin mã số nha chị ơi, mã số 1470 nha, mã số 1470. 1479 chị 43 kg, 1479 là cái này nè chị. Chị mình có nhớ lộn không? Đây chị, 1479 là da rắn nha. 1479 da rắn nha chị, cái đầm này 350. Rồi là sao chị? Chị ở đâu? Chị ở Lào hả chị? Ở Lào cận Tết em sợ gọi không được đó. Ngày bình thường thì Lào, Campuchia thì em có đi đơn đó chị. Nhưng mà bây giờ cận Tết rồi, sợ hơi khó đó chị ạ. Rồi đây nha chị, 1479 là cái em này. 1479 là em này phải không chị? Cái này 350 nha, 43 kg cứ mặc xem mờ đó. Rồi còn em đang mặc là 1470, đặt hàng cho em xin mã 1470 với số điện thoại, 1470 với số điện thoại cho em tư vấn luôn. Chậm tay hết hàng nha mấy chị ơi, chậm tay hết hàng nha, tay dùm em. Hay là chị đặt cái nào, hai cái này mới qua nè, có 170 cái thôi. Đây cái này là 1493, cái này là 1536, 1536 nè, 1493 nè, 169.000. Mua về không ghiền, em không lấy tiền mình luôn, em nói thiệt với cả nhà mình ha. 169.000 đồng cái đầm này. Thứ nhất là nó rẻ, còn thứ hai là cái vải nó quá ưng đi. Đường may nó quá đẹp, không có chỉ thừa gì hết. Mà dáng của nó dài nè, em cao 1m65 đó mấy chị. Mà cái đầm này nha, với cái đầm này em mặc là phủ bắp chân của em. Nói ngang bắp chân là nói ít rồi đó các chị, chứ thiệt ra là phụ bắp chân của em. Cho chị khách nào cao tầm 1m55, 45 thì sẽ dài tới cổ chân. Thích dài để dài, không thích dài lên like. Hai cái này em sẽ đặc biệt, mình rất là nên mua nha. Tại vì em cho coi hàng thoải mái trước khi thanh toán. Bình thường mua một em váy này giá bao nhiêu? 300 mấy. Nếu mua nhiều giá bao nhiêu một áo? Cũng vậy hả chị yêu ơi? Cũng vậy hả chị? Cái này 169, cái này 169, cái em đang bận 249. Chị mua 10 cái, 20 cái gì cũng vậy hết trơn á chị. Tại vì cái giá này nó rẻ hơn giá sỉ. Còn chị lấy giá sỉ là em nói trước nha, không có giá đó đâu. Giá sỉ nó cao hơn cái đó đó.
giá sỉ nó cao hơn cái giá 169.000 đồng á chị. Chị mua 10 chiếc, 20 chiếc hay thậm chí chị lấy sỉ, hay là chị lấy sỉ thử đi. Cái đồng này, với cái đồng này đảm bảo với chị mình luôn, không có cái giá sỉ mà 170 đâu. Vậy nó đẹp cực kỳ, tại em xả hàng, chủ yếu xả hàng cho mình thôi. Rồi ok, tiếp tục em sẽ thay thêm mã khác. Mã này nha các chị, mã này 160 này, để em lên cho mình coi thử nha. Cái này chất lụa satin, em đang mặc là 1470 nha. Chị nào đặt hàng phải có mã giùm em. Đặt hàng không có mã là em không có lên đơn được nha mấy chị. Ít nhất phải có mã số rồi giùm em tư vấn và chờ hàng luôn cho mình nha. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho mình mã khác. Lụa satin nha mấy chị, lụa satin quá đẹp. Lụa satin quá đẹp luôn cả nhà ơi. Hàng vải xịn không à các chị. Bình thường cả nhà mình đặt hàng bên em á, kéo xuống bên dưới á các chị, mình kéo xuống những cái livestream bên dưới coi dùm em. Bình thường em bán một váy á là trên 300, trên 300, trên 400, tại cửa hàng thì phải 500-700. Nhưng mà đồng bên shop chuyên trung niên nha các chị, nhưng mà trên livestream á, trực tiếp á các chị, giá nó rẻ hơn nhiều. Rồi giá 169 cho em xin mã, không có mã không chốt được nha. Mã số chị yêu ơi, mã số vào 1536 1493 1493 nè chị nha. Vải này vải von lụa, đầm này thì rất mát rất mịn, còn cái này von hàng, đầm này cũng mát luôn nhưng mà nó không mịn mà cái màu xanh ha. Hai cái thì cái nào cũng nên mua hết, quan trọng là mình thích cái nào thôi. Rồi 1536 1536 1493 1493. Rồi cho em xin mã nha mấy chị, không có mã không chút lên được. Cái em đang mặc trên người cái size L, tại vì size M em hết hàng rồi nha. Em mặc trên người cái size L đó. Mỗi em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1481 1481. Rồi em còn 3 size thôi. Ui trời ơi, 3 size thôi à các chị. 1481 em còn size L, XL, 2X thôi. Chờ em xíu mấy chị nha. 150 mẫu này nha mấy chị, 150. Chất lụa satin, hàng vải đẹp luôn. Hàng vải đẹp luôn chị, vải nè, mịn chưa? Ui da, mềm nha các chị. Mềm nha, mịn nha, mặc rất là mát luôn. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1481, chị nào mình đặt hàng lên đơn sớm cho em luôn ạ. 1481 kèm số điện thoại 1481 1536 rồi ok chị Nguyễn Thị Ngọc Anh luôn. Thích cái nào cứ đặt cái đó mấy chị ạ. Về nhà cho kiểm tra hàng thoải mái luôn á. Đây, một lớp kèm luôn cái túi cho mình. Có khóa kéo phía sau lưng em ấy này xinh ha các chị. Dán suông. Thì cái đầm này á, nó đơn giản á các chị. Mình có thể mặc đi đâu nè, mặc hàng ngày cũng được, mặc ở nhà các chị, mặc hàng ngày ở nhà cũng được, mặc đi dạo phố, mặc đi mua sắm, mặc cà phê cà pháo cũng được luôn ha. Rồi, giá 149.000 quá rẻ. 149.000 đồng quá rẻ luôn. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm đi giùm em. Em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn ha. 1481 1481. 1470 hồi nãy là 249.000 ha. Rồi còn 1481 này á là 150. Rẻ nha mấy chị. Đầm này thì nó ngắn ngắn à. Em cao bé 65 nó vừa phụ với em thôi. Dán suông nha các chị. Cái em đang mặc trên người cái size L nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số 1481, 40kg cho tới 67kg, 40 cho tới 67kg, mặc đẹp thoải mái cho em luôn. Mã sản phẩm 1481 giá 149.000 đồng. Chấm bài đi các chị, chấm bài thả tim giùm em đi. Cả nhà chấm bài thả tim giùm em đi các chị ơi. Rồi tiếp tục em sẽ thay thêm nha các chị, mình cùng xem thêm một cái á, một cái mã đồng khác nữa nha. Lên mẫu đồng nào cho nó tươi tươi chút xíu này. Màu đỏ không mấy chị? Em có màu đỏ nè, tươi không cần tưới luôn. Trời ơi, cái em đầm này không những nó tươi đâu nha, mà cái vải của nó còn đẹp nữa. Đó, còn em đang mặc 1481. Có chị khách nào thích cái mẫu này không? Mẫu này em đang sale còn 150 nè, dán suông. Dán suông này thì mình mặc nó không có sợ lộ bụng gì hết trơn á. Một lớp nha, một cái túi nhí nhí ở đây, túi nhỏ nhỏ ở đây, khóa kéo phía sau lưng, chất lụa satin, đầm này mặc hàng ngày ở nhà cũng được tại vì nó mát lắm á các chị. 149.000 nha, 149.000. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem thêm một cái nhé. Mã đầm khác. Mã đầm này là 1492. Tiếp tục đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1492. Cổ tròn tay ngắn nhánh eo nhánh xòe nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1492. Chị nào mình đặt hàng lên đơn nào các chị yêu ơi. Đó, xinh không các chị. Nền vải nè, màu xanh. Hoa thì màu đỏ đỏ, hồng hồng, tím tím, dễ thương quá trời. Mã sản phẩm là 1492.
Chị nè, mình đặt hàng ngay bây giờ, mình tranh thủ là nâng sớm cho em luôn. 1492 kèm luôn cho em cái số điện thoại nha. Nền đen nè, hoa này có chị dễ thương không ạ? Sờ lên là rất là mướt luôn. Vai hơi phồng nhẹ, nhánh eo dáng xòe cho mình. Mẫu đang mặc trên người mã số 1492, 1492. Chị nè, mình đặt hàng ngay bây giờ, mình tranh thủ nha các chị. Hôm nay giảm mạnh còn 299.000 đồng thôi. Váy này ngày hôm nay sắp sale cho mình còn 299.000 đồng. Chị nè, mình đặt hàng ngay bây giờ, mình tranh thủ lên nâng sớm nha. Em tư vấn và chờ hàng luôn. 1492 kèm số điện thoại, giá chỉ có 299.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay nha. Chị khách nào mình đặt hàng ngay bây giờ, mình tranh thủ lên đơn sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã hàng kèm giá kèm số điện thoại, mẫu đang mặc trên người mã số sản phẩm 1492, giá bao nhiêu ạ? 299.000 đồng, hai lớp hai túi nha các chị. Trời ơi, cái chất lụa vải này này các chị ơi, mê lắm luôn nha. Đầm này chất lụa vải von kính thì cái mặt vải của nó sẽ sọc sọc như thế này nè, khóa kéo nằm đằng sau lưng nha các chị. Mã số 1492 giá chỉ có 299.000 đồng thôi nha.